Nhận định bóng đá Chelsea với West Brom 18h30 phút ngày 3 tháng 4 tại vòng 30 Premier League. Chuyên gia nhận định Chelsea với West Brom là cặp đấu không ngang tài ngang sức khi thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sở hữu phong độ vượt trội. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trải qua 5 lần ra sân gần đây, Chelsea vẫn giữ được chuỗi trận bất bại với 4 chiến thắng bên cạnh một lượt hòa trên mọi mặt trận. Theo thống kê, hàng công của đội chủ sân Stamford Bridge ghi được tổng cộng 7 bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự của họ chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào dù phải chạm trán nhiều đối thủ mạnh. Qua đó, chuyên gia tin rằng Chelsea sẽ còn bay xa hơn nếu duy trì thành công phong độ thăng hoa hiện tại. Và hiển nhiên, họ được đánh giá cao hơn hẳn so với tiểu nhược West Brom. Bên kia chiến tuyến, những vị khách West Brom không ngừng thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi chỉ giành được một chiến thắng duy nhất bên cạnh hai lượt hòa và phải nhận hai thất bại sau 5 lần ra sân gần đây tại đấu trường Premier League. Thống kê cho thấy hàng công của họ chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất trong khi hàng phòng ngự để thủng lưới 2 lần. Có thể nói, West Brom sở hữu hàng thủ khá lý tưởng nhưng khả năng săn bàn của họ lại cực tệ. Chính vì vậy, chuyên gia tin rằng thầy trò huấn luyện viên Sam Allardyce sẽ có lòng có được ít nhất một điểm trong chuyến hành quân xa nhà sắp tới. Thành tích đối đầu trong quá khứ cho thấy Chelsea đích thị là hiện thân của cơn ác mộng so với West Brom. Dựa vào những phân tích trên, nhà cái châu Á đánh giá The Blues nằm cửa trên với kèo chấp đối thủ tận 1-3 trên 4 bàn. Ngoài ra, trận đấu còn có thêm kèo tài xỉu được ấn định ở mức 2-3 trên 4 bàn. Theo thống kê, có đến 3 trên 5 lần gặp nhau giữa hai đội xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Vì vậy, chuyên gia có nằm tin rằng trận đấu này nhiều khả năng sẽ nổ tài. Dự đoán tỷ số Chelsea 3-0 West Brom.